Bài tiếp theo sẽ được biểu diễn bởi bạn Hà Anh, bản Nocturne số 20. Và mọi người có biết bản nhạc này còn một tên gọi khác là bản nhạc gì không ạ? Có ai biết không ạ? Bản Nocturne này còn gọi được gọi là bản Nocturne xa xứ, được Chopin viết vào năm 1830 khi mà ông phải rời xa quê hương và cuối cùng kết thúc là ông không còn cơ hội nào quay trở về quê hương nữa. Vì vậy đây sẽ là một bản nhạc mang một nỗi buồn bã nhớ nhung của một người xa xứ, và bạn Hà Anh sẽ thể hiện bài Nocturne số 20 của Chopin. Chào mừng bạn Hà Anh. Thank you.